Xin chào mọi người á. Giấc trưa nè. Này xuống lá mấy cây mai á. Đó, mấy cây này do hồi Tết mình không có bấm đôn á. Tết hồi Tết anh em để ý á, mấy cây này là chơi xong nè. Đó, nó chỉ có cắt nụ, cắt trái bỏ thôi ha. Đó. Mấy cái đầu cành vương dài thì bấm nó gọn lại thôi chứ không có bấm đôn sát á. Đó, hiện tại thì nó tạo nụ hết trơn nè, mai giảo nè. Nhà Thủ Đức nè, nụ nó to to, nó tròn tròn hết trơn, gút thọ hương nè, nụ thiếu điều nó muốn nở luôn á, nụ nhóc hết trơn nè. Cái này dùng mà siêu lân á, siêu lân dưỡng rễ á, để phục hồi lại cây sau Tết nè, nó tạo nụ dày đặc luôn á. Anh em tham khảo gút thọ hương á, mà nuôi nụ đặc lư luôn á, nụ nè, thọ hương nuôi nụ rất là nhiều á. Chúng ta dùng lăng á, với lại để ý á, cái cây thọ hương này nè, đó khi mà chúng ta bấm Tết á, chúng ta cắt bông trái bỏ, chúng ta chừa lại mấy chỗ mấy cái nụ bông nè, mấy cái cuốn bông, chỗ này là cái cuốn bông hồi Tết nè, đó, anh em xem cái cuốn bông á, đó sau khi cắt cắt bông bỏ, chúng ta chừa lại cái cuốn á, thì ngay chỗ cái cuốn này nè, nó ra một chùm luôn á. Đó, nó nụ dữ lắm á. Khi mà chúng ta lấy ghép á, chúng ta lấy ghép chỗ mấy cái cuốn bông mà lật bỏ cái nụ á, từ sau này gây chúng ta nó rất là sai hoa. Thọ hương nè, đó anh em thấy không? Đó, từ cái đọt mà từ ra ngay chỗ cuốn bông này nè, nó ra tới đâu là ôm nụ tới đó ha. Còn anh em lấy mấy cái đọt này ghép á thì nó đuôi trâu không á. Nhiều khi nó không có bông á, nó trở lại cái nguồn gốc ban đầu của nó ha. Lấy mấy cái đọt sung sung này nè. Ghép nó sung quá ha, nó đi lá rồi nó không có bông á. Bởi vì cái chuyện mà lấy bo ghép á, chúng ta lấy mấy chỗ mấy cái nụ bông mà nè, ghép sau này nó cái chất lượng hoa nó đạt á, nó giống như mấy cây Thủ Đức á, người ta lựa mấy cây Thủ Đức già người ta lấy bo á. Thông thường mấy cái vườn nào làm á, người ta là có cây trồng dưới đất á, lấy mấy bo già ghép ra thì bông nó chuẩn á, nó 12 cánh, 8 cánh, 12 cánh hoài. Còn giờ ghép truyền ra đó, lấy đọt non ghép á, sau này riết nó còn có 5 cánh nè, bông nó lật nhớt ha. Đó, cái chuyện mà Tết có chia sẻ với anh em á, đó, lấy chỗ mấy cái nụ bông mà nè, nó làm nụ dữ lắm á. Bởi vậy sau này chúng ta bấm đô á, chúng ta chừa ngay chỗ mấy cái cuốn bông lại á, như cây đa phúc nè, đó, anh em thấy không? Đó, hồi Tết á, mình không có bấm đô, cắt chừa lại mấy cái nụ á, từ mấy cái nụ này nó ra nè, nụ mỗi mắt luôn á. Đó, mỗi mắt luôn nè, thấy không, đặc lư luôn ha. Ôm nụ á, cây đa phúc nè, nụ rất là nhiều á. Cây Phú Tân này cũng vậy á, đó, chừa chỗ mấy cuốn bông á, nó ra mỗi mắt luôn á. Chúng ta nói chung lặt lá chúng ta tùy theo cái cây á, cái cây lá xanh đậm thì làm, còn cây lá còn non non thế này thì chưa. Như cây thọ hương nè, làm được ha. Chuyện chơi ha, chuyện chơi thôi mà cũng phải nghiên cứu, không phải làm thì chơi nó mới đạt á. Chơi nó đã mà bán cũng dễ nữa. Thọ hương á, hương anh em mấy năm đem về anh em chê nó thưa nụ á, tại vì nó lẻ lớn, mà khi mà lấy bo lại lấy cái bo mà chót này nữa, nó đã lẻ lớn rồi lấy ngoài đó nó còn càng thưa hơn nữa. Thực tế à, thực tế là cây này nè, đó hồi à bấm á, bấm chừa mấy cái đầu nụ lại đó, chừa mấy cuốn bông á, bữa nay nó ra nùi luôn á. Thọ hương nó không có, nói chung là nó không có thưa đâu, nó rất là sai nụ á, như này nè, nó sai dữ lắm, chỗ này nè anh em thấy không? Rất là sai. Từ từ á, học kinh nghiệm á, có làm là có biết á, từ từ chúng ta rút kinh nghiệm á, nuôi nó đạt hơn, chơi nó vui hơn á.
Nói chung là cây nào ở nhà anh em mà lá già nó tạo nụ rồi á thì làm á, còn cây anh em nhà non èo nó không có gì thì đừng làm á, chứ mà thấy người ta làm sao cũng đè bắt làm á. Nay rằm tháng 5 nè, còn 7 tháng nữa đến ngày lặt lá mai á. Nên như thực tế cây này nè mới có 4 tháng mà tạo nụ non nóc trơn à, cái điều muốn nở luôn á. Mới có 4 tháng mà tạo nụ nè, đặt lừ ở trơn nè. Nó này chừng 3 tháng nữa là nó bung vàng cây á. Để mà tránh cái tình trạng mà trổ trổ sớm á, thông thường thì tháng 4 tháng 5 á, cây nào mà nó già lá sớm chúng ta làm sớm, còn cây nào già lá trễ thì làm trễ á. Chúng cũng là tới tháng 5 thôi, còn ví dụ như tới tháng tháng 6 rồi đó mà nó chưa có già lá thì đó nó đạt, không cần làm á, không có cần lặt trụi thế này đâu. Đó, căn cứ tình hình mà thực tế mà giải quyết á. Lật ra trơ trọi thế này thì chúng ta dùng rơm rồi chúng ta đẩy gốc lại ha. Nắng hóc dữ lắm, mùa này nắng hóc dữ dằn lắm á. Rồi như thường lệ kết video thì mà anh em xem lại hình ảnh của những cây này hồi Tết á. Đó, cách đây 4 tháng trước đó, giờ nó tạo nụ đầy trần á. Còn anh em không có chắc á thì coi kết quả mình làm á. Chứ lên đây nói nó bô lô ba la ai nó không nói được á. Đó mà coi kết quả thực tế á. Đó mà mình cũng tham khảo nhiều vườn á. Anh em lên Facebook á, có cái vườn của anh Phạm Hòa, phường Mai Thanh Hòa đó. Đó, ảnh làm á. Đó, còn ở Bình Hòa Phước á, ở làng Mai Phước Định á, ta cũng làm. Đó. Coi thực tế á. Thấy người ta làm thì chúng ta coi tình hình của người ta chúng ta làm sao á. Mùa này cây nào mà nó sung á, nó sung lá nó dày nó xanh đậm thì làm, còn lá nó non èo quá thì đừng có làm. Như cây này á, lá nó già quá mình cũng xuống luôn á, xuống cho nó ra một lượt hết, nhau nhóc bên trong tỉa bớt hết, để bên trong không có tác dụng gì ha. Rồi mời anh em xem lại cây này hồi Tết vừa rồi á.